Chào mừng quý vị đến với kênh Tâm Linh 365. Quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những video mới nhất từ chúng tôi nhé. Tâm Linh 365 xin kính chào quý anh chị và các bạn. Hoan hỉ chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của chúng tôi ngày hôm nay. Thay mặt ban biên tập chương trình, chúng tôi xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới quý anh chị và các bạn. Chúc quý anh chị và các bạn có một ngày làm việc suôn sẻ, hanh thông và thuận lợi. Quý anh chị và các bạn thân mến, ở video ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ với quý anh chị và các bạn về chủ đề tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 10 tháng 6 đến ngày 16 tháng 6 năm 2024 dương lịch. Quý anh chị hãy chú ý theo dõi để nắm được vận trình sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, sự may mắn hay xui xẻo của mình để có thể chủ động phòng tránh. Và để không bỏ lỡ những video mới nhất từ Tâm Linh 365, quý anh chị hãy hoan hỉ đăng ký kênh miễn phí để ủng hộ cho ban biên tập chương trình. Sau đó nhấn vào tín hiệu chuông để được nhận thông báo mỗi khi có video mới. Hoặc quý anh chị cũng có thể truy cập vào đường link Facebook Tâm Linh 365 đã được gắn link ở dưới phần mô tả. Còn bây giờ, xin mời quý anh chị và các bạn hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu về thông tin chi tiết. Quý anh chị và các bạn thân mến, sau đây là thông tin chi tiết tử vi trong tuần mới, từ ngày 10 tháng 6 đến ngày 16 tháng 6 năm 2024 dương lịch của con giáp tuổi Tý. Thời gian này hứa hẹn một tuần đầy thách thức và bất ngờ dành cho tuổi Tý. Về vận trình sự nghiệp, bạn sẵn lòng đối mặt với những thách thức và trở ngại trong công việc. Sự mạnh mẽ và kiên nhẫn sẽ giúp con giáp này vượt qua được những khó khăn. Hãy thận trọng trước các quyết định vội vã và đảm bảo rằng bạn đã xem xét kỹ lưỡng tất cả các khía cạnh trước khi đưa ra quyết định. Tình hình tài chính thì có dấu hiệu rò rỉ và hao hụt, hãy cẩn trọng trong việc quản lý nguồn lực và chi tiêu, đặc biệt cần phải tìm hiểu kỹ vấn đề để ngăn chặn sự mất mát tiền bạc từng chút một. Việc xác định nguyên nhân gốc rễ của vấn đề sẽ giúp bạn tránh được những tổn thất lớn. Mối quan hệ của bạn có thể gặp phải sự cản trở và mâu thuẫn, đặc biệt là từ phía gia đình. Thay vì tranh cãi, hãy bình tĩnh thể hiện sự thấu hiểu, tôn trọng đối với người khác, dành thời gian để thấu hiểu, chấp nhận cả ưu và nhược điểm của đối phương có thể giúp bạn tạo ra một môi trường hòa thuận, hiểu biết nhiều hơn. Tuần này, cần chú ý đến sức khỏe của bản thân, đặc biệt là về tinh thần. Sự căng thẳng và áp lực có thể ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần của bạn. Hãy dành thời gian để thư giãn, tìm kiếm các hoạt động giúp giảm căng thẳng, tạo ra sự cân bằng cho tâm trí và cơ thể. Theo dõi tử vi tuổi Giáp Tý mệnh kim, hãy cẩn thận với những lời nói tiêu cực lan truyền xung quanh bạn. Tử vi tuổi Bính Tý mệnh thủy đặt ra kế hoạch cho những sự kiện sắp tới để đảm bảo suôn sẻ. Tử vi tuổi Mậu Tý mệnh hỏa, hãy kiểm tra và tái xem lại tình hình tài chính của mình để có sự ổn định hơn. Tử vi tuổi Canh Tý mệnh thổ, đôi khi những gì bạn nhìn thấy bên ngoài không phản ánh đúng sự thật, hãy cẩn thận trước khi kết luận. Tử vi tuổi Nhâm Tý mệnh mộc, tránh các hoạt động tập trung đông người để tránh rắc rối không đáng có. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Tý đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Tý luôn gặp nhiều may mắn và thành công. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi của con giáp tuổi Sửu từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 6 năm 2024 dương lịch. Tuổi Sửu sẽ gặp phải nhiều thách thức tại nơi làm việc khi có ai đó đang cố tình cản trở. Tuy nhiên, thay vì đối đầu trực tiếp, bạn nên kiềm chế cơn giận, tìm hiểu nguyên nhân sâu xa, đồng thời cân nhắc cách đối phó khôn ngoan hơn. Trong vận trình sự nghiệp, thiên ấn xuất hiện vào đầu tuần mang lại sự tự tin, khả năng xử lý công việc hiệu quả. Bạn sẽ không chỉ có cơ hội tăng thêm thu nhập mà còn hoàn thành nhiều nhiệm vụ một cách xuất sắc. Đây là thời điểm để bạn chứng minh năng lực và sự chuyên nghiệp trong công việc. Hãy tận dụng tối đa cơ hội này. Về tài lộc, vận trình tài lộc của bạn có dấu hiệu khởi sắc. Sự tự tin và năng lực xử lý công việc hiệu quả giúp bạn có thêm thu nhập. Đặc biệt, nếu bạn biết cách quản lý, đầu tư hợp lý, tình hình tài chính của bạn sẽ ngày càng ổn định và phát triển. Về mặt tình cảm, tuổi Sửu có thể cảm thấy buồn bã do sự thiếu quan tâm từ người ấy. Nếu bạn cảm thấy đối phương không còn tình cảm, hãy cân nhắc chấm dứt mối quan hệ sớm để tránh bị tổn thương. Tuy nhiên, nếu người ấy chỉ bận rộn hoặc là đang đối mặt với vấn đề cá nhân, bạn nên thông cảm ủng hộ họ. Sự kiên nhẫn và thấu hiểu có thể giúp mối quan hệ của bạn trở nên vững chắc hơn. Về sức khỏe, ngũ quỷ hung tinh có thể gây hại đến sức khỏe của bạn trong tuần này. Hãy chú ý đến sự thay đổi nhiệt độ đột ngột giữa phòng lạnh và ngoài trời vì sự chênh lệch này sẽ khiến bạn gặp rắc rối về sức khỏe. Dù bạn có sức khỏe tốt đi chăng nữa
thì vẫn nên cẩn thận và bảo vệ cơ thể trước những biến đổi thời tiết, tránh các vấn đề không mong muốn. Tử vi tuổi Ất Sửu mệnh Kim, sự tin tưởng sẽ đem lại cho bạn ánh sáng mới trong cuộc sống. Tử vi tuổi Đinh Sửu mệnh Thủy, hãy cố gắng tham gia vào cuộc đua một cách lành mạnh hơn. Tử vi tuổi Kỷ Sửu mệnh Hỏa, hãy học cách giữ bí mật về tài chính của bạn một cách cẩn thận. Tử vi tuổi Tân Sửu mệnh Thổ, tránh xen vào công việc của người khác và tập trung vào công việc của mình. Tử vi tuổi Quý Sửu mệnh Mộc, hãy chăm sóc sức khỏe của mình một cách cẩn thận hơn. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Sửu đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Sửu luôn gặp nhiều may mắn, hanh thông trong mọi lĩnh vực. Con giáp tiếp theo được nhắc đến đó là con giáp Tuổi Dần, từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 6 năm 2024 dương lịch. Tuần này, Tuổi Dần hãy tận hưởng mỗi khoảnh khắc và biến những cơ hội thành hiệu quả trong mọi phương diện của cuộc sống. Trong vận trình sự nghiệp là thời điểm tuyệt vời để mở rộng tầm nhìn, tham gia các hoạt động mới. Một chuyến du lịch ngắn vào cuối tuần có thể giúp bạn tái tạo năng lượng và tinh thần, cũng như mở mang khả năng sáng tạo tư duy. Hãy tận dụng cơ hội này để định hình lại mục tiêu kế hoạch sự nghiệp của bạn. Vận trình tài chính của bạn được cải thiện đáng kể nhờ vào sự che chở từ Thái Mạnh. Điều này mang lại điều kiện thuận lợi hơn cho các hoạt động kinh doanh và tài chính. Hãy tận dụng cơ hội này để tăng cường thu nhập, quản lý tài chính hiệu quả. Trong tình yêu, bạn đang có một thời gian đầy may mắn và hứng khởi. Nếu bạn độc thân, có thể bạn sẽ nhận được sự chú ý từ nhiều người khác nhau. Đối với những ai đang trong mối quan hệ, đây là thời điểm tốt để cân nhắc một bước tiến mới và đẩy mạnh mối quan hệ của bạn lên một tầm cao mới. Về sức khỏe, hãy nhớ dành thời gian cho bản thân, sức khỏe của bạn trong tuần này. Du lịch ngắn vào cuối tuần có thể là một cách tốt để giảm căng thẳng, làm mới tinh thần, đồng thời duy trì lịch trình tập luyện và chế độ dinh dưỡng lành mạnh để giữ cho cơ thể luôn khỏe mạnh và năng động. Tử vi tuổi Sắp Dần mệnh Thủy, trong một số tình huống hãy kiên nhẫn một chút. Tử vi tuổi Bính Dần mệnh Hỏa, bạn thường hay quên, khó nhớ rõ những việc đã làm. Tử vi tuổi Mậu Dần mệnh Thổ, sự tập trung sẽ giúp bạn dễ dàng đạt được những mục tiêu hiện tại. Tử vi tuổi Canh Dần mệnh Mộc, dành thời gian để tập trung vào việc khám phá các khía cạnh mới. Tử vi tuổi Nhâm Dần mệnh Kim, không có gì đảm bảo, hãy chấp nhận mọi điều đến với bạn. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Dần đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Dần có một ngày làm việc suôn sẻ và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi của con giáp Tuổi Mão từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 6 năm 2024 dương lịch. Người Tuổi Mão có một tuần đầy năng lượng và cơ hội. Trong vận trình sự nghiệp, bạn sẽ tỏ ra quyết liệt và hào hứng trong công việc, có thể đạt được những thành công nhỏ và lớn từ những nỗ lực của mình. Hãy tiếp tục tận dụng tinh thần để thúc đẩy sự tiến triển trong sự nghiệp, đạt được những mục tiêu đã đề ra. Về tài lộc, với việc chi tiêu tăng đột biến trong mùa hè, bạn cần cân nhắc và điều chỉnh lại ngân sách của mình. Hãy đảm bảo rằng bạn không bỏ qua việc tiết kiệm và quản lý tài chính một cách thông minh để tránh tình trạng thất thoát tài chính không đáng có. Trong tình yêu, tuần này mang lại cơ hội thăng hoa và làm mối quan hệ, dành thời gian cho không gian riêng tư lãng mạn, giúp tình cảm của bạn phát triển, lưu giữ được hạnh phúc. Đối với những người độc thân, có thể sẽ có cơ hội gặp gỡ người đặc biệt. Ảnh hưởng của dịch mã có thể làm bạn cảm thấy bận rộn và mệt mỏi do việc di chuyển nhiều, đặc biệt trong thời tiết nóng. Hãy chú ý đến sức khỏe của mình, dành thời gian nghỉ ngơi đủ, đảm bảo cân nhắc giữa công việc và sức khỏe. Tử vi tuổi Ất Mão mệnh Thủy, trong khoảng thời gian này bạn nên thử vận may. Tử vi tuổi Đinh Mão mệnh Hỏa, bạn sẽ nhận được những thông tin bất ngờ. Tử vi tuổi Kỷ Mão mệnh Thổ, có khả năng giải quyết một vấn đề khó khăn. Tử vi tuổi Tân Mão mệnh Mộc, hiện tại không nên trách mắng hay đổ lỗi. Tử vi tuổi Quý Mão mệnh Kim, thử thiền định để tâm hồn được thanh tịnh. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Mão đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Mão có một tuần làm việc may mắn và thành công. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi của con giáp Tuổi Thìn từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 6 năm 2024 dương lịch. Trong tuần này, sự nghiệp của bạn có thể gặp phải một số khó khăn, căng thẳng. Đừng để những sự cố nhỏ làm mất đi sự tĩnh tâm và quyết đoán. Thái Dương Cát Tinh sẽ hỗ trợ bạn tháo gỡ những khó khăn và giúp công việc diễn ra suôn sẻ hơn. Hãy tận dụng sự nhanh nhạy và linh hoạt của mình để vượt qua mọi thử thách. Về phương diện tài chính, tuần này có thể mang lại một số cơ hội mới cho bạn. Hãy tận dụng những cơ hội này
để nâng cao thu nhập và tạo ra sự ổn định cho tài chính. Nếu có thể, hãy đầu tư vào việc nâng cao kỹ năng thông qua các khóa học nhỏ để tăng cường khả năng kiếm tiền và phát triển sự nghiệp. Trong mối quan hệ tình cảm, bạn có thể cảm thấy lạc lõng và mất cân bằng. Đừng tự làm mình căng thẳng quá mức với những sự cố nhỏ. Hãy thả lỏng và thực hiện các hoạt động giúp bạn tìm lại sự cân bằng và yên bình trong lòng. Đồng thời, hãy trân trọng và đánh giá cao những mối quan hệ tốt đẹp mà bạn đã có. Về sức khỏe, con giáp này hãy dành thời gian để thư giãn, nghỉ ngơi khi cần thiết. Đừng áp đặt bản thân, hãy lắng nghe cơ thể, cân nhắc việc tham gia các hoạt động vận động nhẹ nhàng để giữ cho cơ thể luôn khỏe mạnh, sẵn sàng đối mặt với thách thức trong tuần mới này. Tử vi tuổi Giáp Thìn mệnh hỏa, mọi việc được giải quyết một cách dễ dàng, bạn không cần phải quá lo lắng. Tử vi tuổi Bính Thìn mệnh thổ, tỷ lệ thành công của bạn hiện tại là rất cao. Tử vi tuổi Mậu Thìn mệnh mộc, hãy chọn trang phục hợp phong thủy khi ra ngoài. Tử vi tuổi Canh Thìn mệnh kim, bạn cảm thấy hối tiếc về những điều chưa hoàn thành. Tử vi tuổi Nhâm Thìn mệnh thủy, các sự kiện xảy ra khiến bạn hoài niệm về quá khứ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Thìn đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Thìn luôn gặp nhiều may mắn, hanh thông trong mọi lĩnh vực. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi của con giáp tuổi Tỵ từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 6 năm 2024 dương lịch. Theo dõi tử vi trong tuần mới, cuộc sống của con giáp này có thể đối mặt với một số thách thức đột ngột gây ra sự rối ren không ổn định. Tuy nhiên, sự sắp xếp linh hoạt có thể giúp bạn vượt qua được những trở ngại này một cách hiệu quả. Hãy tận dụng sự thông minh, sáng tạo để tìm ra giải pháp cho các vấn đề xuất hiện. Về vận trình tài lộc, với sự hỗ trợ của thiên tài, tiền bạc có thể đến với bạn trong tuần đầu tiên, tạo điều kiện thuận lợi cho mặt tài chính. Tuy nhiên, khi có thể và có kế hoạch mở rộng nguồn thu, hãy tìm hiểu kỹ lưỡng và tham khảo kinh nghiệm của những người có kinh nghiệm để tránh rủi ro không cần thiết. Đối với những ai còn độc thân, có thể gặp gỡ được những người mới trong tuần này, nhưng tính nhút nhát có thể khiến bạn bỏ lỡ cơ hội tốt. Đối với những mối quan hệ đang tồn tại, cần đặc biệt chú ý đến khả năng xảy ra xung đột và tranh cãi, tìm cách giải quyết vấn đề một cách bình thường, tránh xa các cuộc cãi vã không cần thiết. Về sức khỏe, với sự xuất hiện của Thái Tuế hung tinh có thể là dấu hiệu của nguy cơ tai nạn bất ngờ. Vì vậy, hãy cẩn thận khi tham gia các hoạt động ngoài trời hoặc là di chuyển xa nhà. Với điều kiện thời tiết không thuận lợi, nghỉ ngơi tại nhà có thể là lựa chọn an toàn nhất cho sức khỏe của bạn. Theo dõi tử vi tuổi Ất Tỵ mệnh hỏa, bạn có thể áp dụng nhiều lý thuyết vào thực tiễn. Tử vi tuổi Đinh Tỵ mệnh thổ, những ngày này bạn có tiền tiêu rủng rỉnh. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ mệnh mộc, gặp nhiều may mắn và điều kiện thuận lợi hơn. Tử vi tuổi Tân Tỵ mệnh kim, hãy ngừng kể lại những câu chuyện đã qua từ lâu. Tử vi tuổi Quý Tỵ mệnh thủy, không nên suy nghĩ quá nhiều để tránh mệt mỏi. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Tỵ đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Tỵ có một tuần làm việc suôn sẻ, hanh thông và thuận lợi. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi tuần mới của con giáp tuổi Ngọ từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 6 năm 2024 dương lịch. Sự tiến triển trong công việc có vẻ không được tốt, đặc biệt là khi bạn có tâm trạng nóng nảy, không tập trung, sự ngoan cố và không chịu nghe lời khuyên từ người khác có thể làm bạn rơi vào tình trạng bất lực khi gặp phải các vấn đề đột xuất. Tuy nhiên, sự xuất hiện của chính tài mang lại nhiều may mắn, hạnh phúc trong nửa đầu tuần, giúp bạn có đủ năng lượng để vượt qua các trở ngại trong thời gian còn lại. Chính tài đem đến điều may mắn và lộc lành cho bạn trong tuần này. Sự hạnh phúc từ thành công và tiến triển trong công việc sẽ là nguồn động viên lớn giúp bạn vượt qua những thách thức về tài chính. Trong mối quan hệ tình cảm, sự nóng nảy, chút giận có thể gây ra sự khó chịu và xung đột. Hãy cẩn thận để không làm tổn thương người thân yêu. Sự xuất hiện của Bách Việt nhắc nhở bạn và người bạn đang yêu thương, đừng để cho giận dỗi phá hỏng mối quan hệ. Hãy tôn trọng, quan tâm lẫn nhau để tránh tạo cơ hội cho sự xen vào của người thứ ba. Hãy chú ý đến sức khỏe của bản thân trong tuần, đặc biệt là trong những thời điểm căng thẳng và xung đột. Hãy dành thời gian để nghỉ ngơi, giải tỏa căng thẳng, duy trì tinh thần và sức khỏe tốt. Tử vi tuổi Giáp Ngọ mệnh kim cần tách biệt rõ ràng giữa cuộc sống riêng tư và công việc. Tử vi tuổi Bính Ngọ mệnh thủy thể hiện quan điểm một cách từ tốn và khéo léo. Tử vi tuổi Mậu Ngọ mệnh hỏa, khó khăn sẽ thúc đẩy bạn trở nên sáng tạo hơn. Tử vi tuổi Canh Ngọ mệnh thổ, tránh tạo thêm rắc rối cho người khác. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ mệnh mộc, hạn chế ăn quá no để không gặp khó khăn khi ngủ.
Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Ngọ đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Ngọ luôn gặp nhiều may mắn, hanh thông trong mọi lĩnh vực. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi tuần mới của con giáp tuổi Mùi từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 6 năm 2024 dương lịch. Thách thức từ công việc không như ý và sự coi thường từ người khác có thể khiến bạn buồn chán. Tuy nhiên, thay vì chìm đắm trong tâm trạng tiêu cực, hãy tìm kiếm sự thoải mái qua những hoạt động riêng tư và tìm cách bắt đầu một chế độ sinh hoạt lành mạnh. Điều này sẽ giúp bạn tăng cường sức khỏe, tinh thần để đối mặt với thách thức trong công việc. Tuần này, cần phải cẩn trọng trước các tin đồn và thị phi do tác động không mong muốn từ thiên cầu hung tinh, tránh để căng thẳng, ảnh hưởng đến sức khỏe, làm mất tập trung trong quản lý tài chính. Hãy tập trung vào việc giải tỏa căng thẳng và duy trì sự ổn định trong tài chính. Thời gian này có thể xuất hiện những hiểu lầm và khoảng cách trong mối quan hệ. Tuy nhiên, một cuộc trò chuyện trực tiếp và bình tĩnh có thể giải quyết mọi vấn đề. Hãy lắng nghe và thể hiện sự thông cảm để duy trì mối quan hệ một cách khỏe mạnh. Để giữ cho sức khỏe tốt trong tuần này, hãy tìm cách giải tỏa căng thẳng. Thông qua các hoạt động thư giãn như yoga, thiền hoặc đi dạo, dành thời gian cho bản thân để nạp năng lượng, tái tạo sức khỏe cả tinh thần và thể chất. Tử vi tuổi Ất Mùi mệnh Kim, một mùi hương quen thuộc có thể gợi nhắc bạn về những ký ức xưa. Tử vi tuổi Đinh Mùi mệnh Thủy, hãy tránh việc đổ lỗi cho người khác. Tử vi tuổi Kỷ Mùi mệnh Hỏa, nỗ lực tìm kiếm cơ hội mới trong công việc hiện tại. Tử vi tuổi Tân Mùi mệnh Thổ, đừng quên thể hiện lòng biết ơn khi nhận được sự giúp đỡ. Tử vi tuổi Quý Mùi mệnh Mộc, cố gắng thích nghi với hoàn cảnh hiện tại của mình. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Mùi đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Mùi luôn gặp nhiều may mắn, thành công trong mọi lĩnh vực. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi của con giáp tuổi Thân từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 6 năm 2024 dương lịch. Tuổi Thân nên cẩn trọng trong giao tiếp, đặc biệt khi xảy ra xung đột. Việc quá thẳng thắn và nóng vội tìm cách trả đũa có thể khiến bạn chịu thiệt thòi. Tốt hơn hết, bạn nên giữ khoảng cách với những kẻ tiểu nhân để tránh bị gây hại. Đầu tuần kiếp tài xuất hiện có thể mang lại một số trở ngại. Tuy nhiên, với tinh thần tích cực và sự tập trung cao, bạn sẽ nhanh chóng vượt qua khó khăn và xử lý hiệu quả các công việc vào nửa cuối tuần. Về tài lộc, phương diện tài chính tuần này không phải là thời điểm thuận lợi để đầu tư mạo hiểm hay tiêu xài quá đà. Sự xuất hiện của kiếp tài cảnh báo bạn cần phải cẩn trọng trong việc quản lý tài chính để tránh rủi ro. Hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào liên quan đến tiền bạc, luôn có kế hoạch dự phòng. Trong chuyện tình cảm tuần này, bạn có thể dễ dàng giận dỗi và gây ra những mâu thuẫn không đáng có. Điều này khiến người ấy cảm thấy không hài lòng và mối quan hệ trở nên căng thẳng. Ngay cả bạn bè cũng cần phải kiên nhẫn, dễ tính mới có thể duy trì mối quan hệ lâu dài với bạn. Hãy cố gắng kiểm soát cảm xúc, lắng nghe đối phương nhiều hơn để tránh những xung đột. Về mặt sức khỏe, người tuổi Thân cần cảnh giác với những vấn đề kiện tụng, rắc rối có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn trong thời điểm này. Tốt nhất, bạn nên dành thời gian nghỉ ngơi tách biệt khỏi đám đông để tránh bị tác động bởi những thông tin tiêu cực. Điều này sẽ giúp bạn giữ được sự bình an, không bị căng thẳng. Theo dõi tử vi tuổi Giáp Thân mệnh Thủy, cẩn trọng trong việc cho vay mượn, tránh trường hợp khó đòi lại. Tử vi tuổi Bính Thân mệnh Hỏa, tính tự giác sẽ giúp bạn dễ dàng vượt qua những khó khăn. Tử vi tuổi Mậu Thân mệnh Thổ, học hỏi nhiều hơn sẽ giúp bạn cảm thấy tự tin hơn. Tử vi tuổi Canh Thân mệnh Mộc, không có điều gì có thể làm khó được bạn. Tử vi tuổi Nhâm Thân mệnh Kim, nên dành thời gian thư giãn bên người thân và bạn bè, cũng như nghỉ ngơi đầy đủ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Thân đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Thân luôn gặp nhiều may mắn, hanh thông trong mọi lĩnh vực. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi của con giáp tuổi Dậu từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 6 năm 2024 dương lịch. Thời gian này đưa ra những lời nhắc nhở quan trọng cho tuổi Dậu về sự linh hoạt, sẵn lòng lắng nghe ý kiến từ người khác. Chính quan giữa tuần hỗ trợ mạnh mẽ cho tuổi Dậu, giúp họ giữ được sự bình tĩnh, tập trung vào công việc mà không bị cuốn vào những rắc rối. Sự hỗ trợ này có thể đến từ đồng nghiệp thân thiết nên hãy mở lòng và sẵn lòng tham khảo ý kiến khi họ cần. Tài lộc tuần này của tuổi Dậu có thể gặp phải một số khó khăn trong mối quan hệ do cách kiêu ngạo và sĩ diện. Tuy nhiên, việc mở lòng linh hoạt trong giao tiếp có thể giúp họ giải quyết được mọi trở ngại, tạo được cơ hội mới cho sự phát triển về tài chính. Vận trình tình cảm của tuổi Dậu có thể giảm sút trong tuần này do tính cách kiêu ngạo và nóng nảy.
Để duy trì và phát triển mối quan hệ thì họ cần phải học cách kiềm chế, làm chủ cảm xúc của mình, đồng thời thể hiện sự lắng nghe, thấu hiểu đối với đối phương. Ảnh hưởng tiêu cực từ bạch hổ có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là căng thẳng. Tuổi Dậu cần tập trung vào việc giải tỏa áp lực, duy trì một lối sống lành mạnh để bảo vệ sức khỏe của mình trong tuần này. Theo dõi tử vi tuổi Ất Dậu mệnh Thủy nên tìm cách tạo ra không gian riêng tư cho bản thân. Tử vi tuổi Đinh Dậu mệnh Hỏa, việc không nhận biết được giới hạn có thể khiến bạn dễ mắc sai lầm. Tử vi tuổi Kỷ Dậu mệnh Thổ, cách duy nhất là nỗ lực hết mình. Tử vi tuổi Tân Dậu mệnh Mộc nên hạn chế ăn uống quá nhiều, đặc biệt là vào buổi tối. Tử vi tuổi Quý Dậu mệnh Kim, tránh tham lam, hãy học cách buông bỏ để giảm bớt áp lực. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Dậu đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Dậu luôn gặp nhiều may mắn và hanh thông. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi của con giáp tuổi Tuất từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 6 năm 2024 dương lịch. Thời gian này mang đến nhiều khó khăn và thử thách, nhưng đây cũng chính là cơ hội để bạn thể hiện khả năng của mình. Hãy cho phép bản thân cảm thấy thất vọng một chút, nhưng sau đó nhanh chóng tập trung và hành động để thoát ra khỏi tình cảnh hiện tại. Tuần này, sự nghiệp của bạn gặp nhiều trở ngại, tuy nhiên những thử thách này cũng là cơ hội để bạn chứng minh năng lực và ý chí của mình. Đừng nản lòng trước những khó khăn, thay vào đó, hãy tập trung tìm ra giải pháp và hành động một cách quyết đoán, tránh đòi hỏi những điều không khả thi và hãy biết hài lòng với những gì mình đang có để giữ tâm trí thoải mái dễ dàng nảy sinh những ý tưởng sáng tạo. Tử vi là cát tinh giúp cải thiện vận trình tài lộc của bạn thời gian này. Nhờ sự yêu mến từ bạn hàng và mọi người xung quanh, bạn có thể được giới thiệu thêm nhiều khách hàng mới, mở ra cơ hội ký kết hợp đồng và dự án đầy hứa hẹn. Hãy tận dụng cơ hội này để cải thiện tình hình tài chính của mình. Về mặt tình cảm, bạn đừng để những nỗi buồn và những người không xứng đáng ảnh hưởng đến mình quá lâu. Hãy dành thời gian cải thiện các mối quan hệ xung quanh, xây dựng một cuộc sống tình cảm tích cực hơn. Những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn khi bạn biết chăm sóc nuôi dưỡng tình cảm của mình. Về mặt sức khỏe tuần này, không có dấu hiệu đáng lo ngại, nhưng bạn vẫn nên chú ý duy trì lối sống lành mạnh, đảm bảo rằng bạn có đủ thời gian nghỉ ngơi, thư giãn, kết hợp với chế độ ăn uống, luyện tập hợp lý để giữ cho cơ thể luôn ở trạng thái tốt nhất. Theo dõi tử vi tuổi Giáp Tuất mệnh Hỏa, việc thay đổi điều gì trong thời gian này sẽ gặp nhiều khó khăn. Tử vi tuổi Bính Tuất mệnh Thổ, hạn chế nói nhiều để tránh gây rắc rối không đáng có. Tử vi tuổi Mậu Tuất mệnh Mộc, cần phải có ý thức cao trong việc thấu hiểu tâm trạng người khác. Tử vi tuổi Canh Tuất mệnh Kim, giận hờn là điều khó tránh khỏi. Tử vi tuổi Nhâm Tuất mệnh Thủy, hãy đảm bảo tình hình tài chính và nhớ rằng bạn chỉ có thể dựa vào chính mình. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Tuất đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Tuất luôn gặp nhiều may mắn, thành công trong mọi lĩnh vực. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi tuần mới của con giáp tuổi Hợi từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 6 năm 2024 dương lịch. Người tuổi Hợi có một tuần đầy tích cực và bình yên. Tuần này bạn sẽ trở lại với tinh thần vui tươi, sôi nổi, tích cực trong công việc. Việc tương tác tích cực với đồng nghiệp, tham gia vào các hoạt động xã hội sẽ giúp bạn tạo ra một môi trường làm việc tích cực tràn đầy năng lượng. Tránh việc mua sắm quá đà trong tuần, dù cảm giác vui vẻ, hào hứng, sự động viên và đại hao có thể khiến bạn dễ dàng tiêu tiền một cách không cần thiết, đẩy tình hình tài chính vào tình trạng căng thẳng. Hãy kiểm soát chi tiêu và ưu tiên các khoản chi có giá trị thực sự. Mặc dù có thể gặp thất vọng trong chuyện tình cảm, nhưng hãy nhớ rằng bạn vẫn được sự ủng hộ và đánh giá cao từ bạn bè. Sự nhiệt tình, trung thành và tận tâm của bạn vẫn là đức tính được đánh giá cao, giúp bạn duy trì mối quan hệ xã hội một cách tích cực. Tuần này, bạn sẽ tìm lại động lực để tiếp tục chăm sóc sức khỏe của mình. Hãy quay lại với các hoạt động thể dục và thực đơn lành mạnh để duy trì sức khỏe tốt nhất, tránh việc quá mức tiêu thụ thức ăn không lành mạnh và tập trung vào việc đảm bảo cân đối dinh dưỡng. Tử vi tuổi Ất Hợi mệnh Hỏa, tránh việc yêu cầu quá cao để không phải thêm phần thất vọng. Tử vi tuổi Đinh Hợi mệnh Thổ, tình hình tài chính ngày càng eo hẹp, cần giữ sự sáng suốt. Tử vi tuổi Kỷ Hợi mệnh Mộc nên dành thời gian nghỉ ngơi, không nên dấn thân vào các cuộc tranh cãi. Tử vi trong ngày tuổi Tân Hợi mệnh Kim, dự báo còn nhiều khó khăn, hãy hỗ trợ những người trẻ tuổi hơn. Tử vi tuổi Quý Hợi mệnh Thủy, dành thời gian để hồi phục sức khỏe. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Hợi đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Hợi có một tuần làm việc may mắn và thành công.
Quý anh chị và các bạn thân mến, trên đây là toàn bộ thông tin chi tiết tử vi trong tuần mới từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 6 năm 2024 dương lịch. Hy vọng rằng với những thông tin trên sẽ giúp quý anh chị và các bạn chủ động hơn trong công việc và cuộc sống của mình. Để không bỏ lỡ những video mới nhất từ Tâm Linh 365, quý anh chị hãy hoan hỉ đăng ký kênh miễn phí để ủng hộ cho ban biên tập chương trình, sau đó nhấn vào tín hiệu chuông để được nhận thông báo mỗi khi có video mới. Hoặc quý anh chị cũng có thể truy cập vào đường link Facebook Tâm Linh 365 đã được gắn link ở dưới phần mô tả. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.